Ok anh em, mỗi buổi tối mình thường hay livestream Mini World ở trên Nonolive. Anh em chỉ cần lên Nonolive và tìm cái tên Phong Cận TV. Tìm Phong Cận TV với mã số ID là 48559848. Và anh em đừng quên nhấn vào nút follow và chia sẻ lên trên Facebook để ủng hộ cho mình nhé. Mỗi buổi tối mình sẽ livestream Mini World ở trên Nonolive. Và mình sẽ tổ chức những cuộc thi xây dựng và những cuộc thi đấu bắn súng cùng với anh em. Và các bạn sẽ được nhận những phần thưởng là những mã code cực kỳ có giá trị, được nhận rất là nhiều skin. Ok, và cảm ơn anh em nhé. Yêu anh em vãi nồi. Ôi, trời ơi, chán quá. Dạo này mấy bạn xem video mấy bạn không có like ủng hộ cho mình tí nào hết. Video dạo gần đây toàn chỉ được có 2-3 ngàn like thôi. Lần trước á, thì mình nhớ lên được tới tận 10 ngàn like luôn. Bây giờ các bạn like ít quá, mình hơi buồn quá. Các bạn nhớ like ủng hộ cho mình nhiều nhiều nha. Ôi, ok, và hi xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng em đã quay trở lại với Mini World. Yeah, ok. Rồi hôm nay mình ve nhẹ thôi bởi vì mình buồn quá. Mấy bạn không chịu like video ủng hộ cho mình gì hết trơn á. Thôi mệt quá, vô máy tính mình ngồi tiếp đây. Giờ không biết mình sẽ làm gì đây ta. Chơi game hay gì giờ? Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ồ mà gì vậy? Trời. Ủa cái gì đây anh? Hỏi dạch. Tôi mở cho em nè. Anh dạch mới chế tạo. Hả? Em nói thiệt nha, anh làm cái gì mà anh đem nguyên một cái gì, cái này là cái gì đây? Cái máy, cái chuồng lợn hay cái gì anh mang đây, anh để ở trong nhà mình. Nhà mình đã chật chội rồi đó, không có chỗ để ở rồi mà anh còn mang cái máy này vô đây nữa. Đây là không phải cái chuồng heo. Đây tuyên bố với em nè, đây là một cái máy gọi là đến từ tương lai. Trời ơi, ghê không? Máy đến từ tương lai là cái gì? Nói em nghe coi, tào lao quá, tự nhiên máy đến từ tương lai. Máy này là máy thôi, bây giờ anh không nói đi, bây giờ anh chứng minh bằng hành động cho em coi nè. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái trứng heo, đó, mình sẽ đấu một trứng heo. Bây giờ mở cái phòng ra nè, đặt con heo vô. Đặt con heo, đâu sao con, đây, đây, đặt con heo vô đây, đó, 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 mày nè, đó. Ê, mở cửa, Con heo đánh anh luôn kìa, trời ơi, con heo dữ à. Ôi, con heo này khó vô quá, bây giờ mình lấy con heo khác đi. Đó, bây giờ mình đặt con heo vô nè, đó. Đó, bây giờ nè, anh đặt con heo vô nè, em thấy không, đây là một con heo. Đúng rồi, đúng rồi, rồi một con heo, rồi giờ sao? Bây giờ nè, bây giờ em đứng bên đây, em ấn cái nút bên này, bấm bên này, ấn bên này. Rồi, ấn nè. Ấn một cái, ấn, trời ơi. Rồi, sao, có gì đâu. Bây giờ nè. Anh lụm được con phân, trời ơi. Cái này đi ra không bên chỗ. Ôi trời, ủa hồi nãy em nhớ là bên đây đâu có con heo nào đâu, sao tự nhiên giờ bấm nút cái xuất hiện con heo bên đây vậy? Bởi vì đây là một cỗ máy nhân bản vô tính. Thôi. Cỗ máy nhân bản hả? Timmy đứng em chảo coi chạy nhảy hoài. À vậy có nghĩa là cái này mình chỉ cần bỏ một con heo hoặc một con lợn hoặc một con gà vào đây. Ủa tính là con heo con lợn giống nhau mà. Ủa mà nó tính là mình bỏ một con bò hoặc là một con heo hoặc một con gà vào đây thì nó sẽ nhân bản thành hai con đúng không? Đúng rồi, bây giờ em bỏ một con Timmy vô là em nhân bản 200 con heo. Trời ơi, ghê vậy. Ủa, tính này nó tính với heo luôn kìa. Tính nó nói chuyện với heo luôn kìa. Tôi tin được. Ọc. Trời ơi, tính này nó đứng nó nói chuyện với heo luôn kìa anh em ơi. Trời ơi. Thôi mà nói chung là tính là vịt cũng phát minh hay ghê ha. Trời ơi, để em làm thịt con heo này. Tí nữa em làm bữa tối cho cả nhà mình ăn nha. Con heo này đứng lại á, tôi sẽ giết mày. Ủa, sẽ giết mày được. Con heo ơi. Bây giờ tôi nhắn vô cái này, cái nữa là nó xuất hiện con heo nữa. Con heo này không dữ vậy. Trời. Ủa vậy thì tính ra là coi như là chúng ta sẽ kiểu nhân bản bằng nó lên 100 con được không vậy? Được, 1000 con được luôn. Tùy vào số lượng nút ấn của mình luôn. Cái máy này nó lợi hại lắm, nói chung là nhân bản được hết à. À, ghê. Cảm ơn anh nha. Rồi, hay nhờ. Em ví dụ như mà nó bị kẹt cái nút vậy là nó nhân bản hoài luôn. Ờ không, cái này không kẹt được, nút chân lắm, bôi dầu rồi. À, okay. Ủa rồi sao bắt con heo ra, con heo này đứng trong nó qua nè. Ok rồi, em làm thịt luôn rồi. Rồi ok thôi, kệ đi, mặc kệ đi. Ok rồi, bây giờ là mình để cái máy này ở trong nhà luôn hả? Để luôn trong nhà luôn, cái máy này to thì sao bắt ngoài được, với cả cái máy này nó độc quyền của anh. Ok nè, anh cầm thịt heo xuống bếp anh làm đồ ăn, anh ăn đi cho em đứng okay, đây em ngắm cái máy xíu nha. Ông ở trên này có nhà nha, trời tôi cũng mệt đó, xuống dưới kiếm mà có gì không đâu. Ok đi. Ôi anh em ơi, đã quá à. Trời ơi, cái máy này nó có thể nhân bản ra luôn hả? Ghê nha. Wow, đỉnh nha. Ờ có cái hay là bây giờ mình vô mình tham quan được không ta? Mình thử mình chui vô được không nha? Mình chui vô mình tham quan coi. Chui vô thử coi. Trời ơi, trong đây coi bộ cũng thoải mái quá nha. Không có chật hẹp như là mình tưởng. Đi ra ngoài coi. Mình bị kẹt trong đây luôn rồi. Ê, mình không đi ra ngoài được rồi. No. Có cách nào không trời? Sao tự nhiên trong đây nó trời, trong đây ngợp ngạt quá trời, khó thở quá. Ông ơi. Không. Ôi. Alo.
Ủa sao em lại ở đây vậy? Ở chỗ này là chỗ nào vậy vậy? Ủa? Đây là cái sân thí nghiệm nè, trời ơi, sân thí nghiệm của anh á, tự nhiên anh tìm kiếm em không thấy đâu, tự nhiên anh qua sân thí nghiệm anh thấy em nằm một đống này là sao vậy? Ủa sao? Trời, ủa, em hồi nãy, đúng rồi, anh ơi, hồi nãy em chui vô cái máy của anh á, thấy là em bị kẹt trong đó luôn. Ủa mà sao tự nhiên em nằm ngoài đây vậy? Trời ơi, nghe điều bí mật, điều diệu kỳ không? Là gì? Qua đây, ok, sao? Rồi, đằng sau quay ngẩng cái đầu lên. Cái gì? Nó nằm vô cái máy của tôi xong rồi nó không gạt cái cần rồi nó nhân bản ra một thằng phong tao đó phát khùng rồi bây giờ ra chắc chỗ này khoảng thằng quá. Cái này khoảng bao nhiêu thằng phong cận vậy anh? 10.000 hoặc 10.000 gì đó. Trời ơi là trời, anh em nhìn kìa, trời ơi lúc nhúc luôn. Trời ơi anh em ơi, chết mình rồi. Vậy là có nghĩa là hồi nãy á mình thằng đầu mượn kìa. Có một thằng phong cận to đùng luôn kìa, chắc thằng đó là thằng cầm đầu á. Trời ơi anh em ơi, chắc là do là hồi nãy á mình ngủ quên, mình không phải ngủ quên, mình ngất xỉu ở trong cái máy nhân bản của anh Vịt. Thế là nó nhân bản ra 1.000 thằng phong cận luôn. Ủa mà sao mấy thằng phong cận này nhìn con mắt của nó đỏ chót rồi Vịt? Hả? Thôi phong cận này là cái này là nó nhân bản. Trời ơi. Mà hay. Nó ra cái thằng gọi là ác tính như gọi thì như phong cận như là Randere gì đó. Phong cận Randere hả? Trời ơi. Oh my god, cái gì nghe ghê quá vậy. Ủa rồi bây giờ anh xử lý bằng nó đi. Anh làm gì bằng nó đi chứ Vịt, sao tự nhiên anh đứng đây anh nhìn em? Thì anh làm sao mà anh làm gì được rồi, bây giờ sách kiếm thế mà mình thăng lùng thôi, bây giờ nó rớt cái xuống tóc váy lên mà chạy chứ sao vậy? Ủa vậy là bây giờ mình phải giết hết bọn nó hả? Không có cách nào khác ngoài việc giết chúng nó đâu. Ok, vậy thì bây giờ anh em mình giết bọn nó thôi chứ giờ biết sao. Ok anh em, vậy bây giờ mình sẽ là một mình phong cận sẽ đấu với 1.000 phong cận Janere nha anh em. Ok. Thì thằng phong nó bảo là một mình nó đấu với anh em đi ra. Hai người phải phụ tôi đó chứ, hai người bỏ tôi ở đây. Dạ, ok. Không có gì hết trơn, đánh gì? Vũ khí ở trên mấy cái cột này nè, trời là trời không chịu lên nó lấy. Ok rồi bây giờ tôi sẽ thả mà nó xuống nha. Mấy thằng. Trời ơi là trời, qua đó lấy nó. Mấy thằng phong cận Janere, tao sẽ xử lý tụi mày nè. Phong cận Janere hả? Tưởng tao sợ tụi mày hả? Tưởng tao sợ tụi mày hả? Trời ơi, mình nó dí em anh ơi, chạy. Từ, bây giờ mình phải qua bên kia, mình lấy vũ khí. Mình dẹp nó được à. Dạ, ok, trời ơi, phong cận Janere khắp nơi luôn anh em ơi, trời ơi. Trở lên cái tháp mà bắn chúng nó. Trời ơi, không cần thiệt anh ạ. Tao không biết sao thiệt luôn. Tìm thằng nào mà đeo kính đen á. Đúng rồi, thằng nào mà đeo cái kính bình thường như em nè thì là em là thật. Coi chừng bắn lộn em nha. Trời ơi là trời. Sắp xếp rồi nè, bây giờ mình sẽ lấy kiếm và lấy đạn nè. Bây giờ mình cũng tìm 100 viên kim cương hả? Đúng rồi, mình phải tìm 100 viên kim cương để thắng được cái màn này. Ui, chết. Phong cận Janere nè. Phong cận Janere. Chết, phong cận Janere, phong cận Janere nè. Trời ơi. Trời ơi là trời, bọn tôi đang đứng trên đây, bọn tôi bắn muốn chết luôn nè. Bà cũng phải bắn đi chứ, bà cứ kêu bọn tôi hoài. Ủa là trời, tự mình đánh đi, trời là trời. Này, mẹ, chết đi. Để tôi xuống, tôi giết bọn này. Mày này, chết đi, phong cận Janere. Trời ơi, phong cận hiền lành, thì phong cận Janere dí, trời là trời. Ôi, đông quá vậy, chết, phong cận Janere. Dạ. Cái thằng đầu bự bắn lâu chết quá vậy? Thằng đầu bự nó chắc là nó máu nó trâu lắm á. Phong cận Janere. Ôi tha cho em anh ơi, tha cho em đi. Trời ơi. Mày chết đi, phong cận Janere. Trời ơi, Vịt ơi, cứu em Vịt ơi. Rồi xong chết em luôn. Trời ơi là trời. Cẩn thận nha. Không phải có một thằng phong cận đầu bự đâu, hai ba thằng lên á. Đúng rồi, hình như là có đến ba thằng phong cận đầu bự lên chơi. Phong cận Janere. Timmy có hai thằng phong cận đầu bự kìa. Phải nói là phong cận Janere khổng lồ chứ không được nói là phong cận đầu bự, phong cận là bình thường mà. Còn đây là phong cận Janere. Đây cái thằng phong cận Janere đầu bự là thằng này đúng không? Ôi nó dí mình. Ôi là trời ơi, chết đi. Chết nè. Rồi phong cận đầu bự nè, phong cận Janere. Ôi. Mày chết đi. À, trời ơi là trời. Mọi người cẩn thận, cái chân tưởng em là phong cận Janere bắn chết em luôn nha, coi chừng nha. Trời ơi. Mày nè. Cái gì vậy? Tao lao em mà, dịch làm gì dịch bắn em vậy? Trời. Xin lỗi. Trời ơi, dịch tao là đằng sau tí mi kìa, coi chừng.
lấy bánh mì mà ăn thôi, máu thôi xong mày xong nè. Ê, bà đưa mì bà nhìn tôi đúng không cận lắm hả? Trời ơi là trời, tập trung vô, đừng la làng nữa, tập trung bắn đi. Thường đông quá. Mày. Có, tôi cũng có được khá là nhiều rồi. Nhưng mà phải giết hết chúng nó chứ không cho. Mày dám dí vịt hả? Mày dám dí vịt nè. Không cận Janare nè. Mày nè. Cũng gần hết rồi. Không cận Janare. Lỡ bắn chết vịt luôn. Mày nè. Ôi, trên đầu vịt còn hằng nữa kìa vịt ơi. Trên đầu vịt kìa. Mày ngon xuống đây. Mày. Ủa. Càng này nó đỡ đạn. Vịt bị kẹt rồi. Mày xuống đây. Mày ngon, mày xuống đây ăn phong kìa. Mày. Trời ơi. Xong rồi. Còn thằng nào vậy? Chết con thằng. Cái gì vậy? Tôi là không cận bình thường mà tự nhiên bắn tôi là sao? Hả? Ôi bây giờ mọi người kiếm được bao nhiêu kim cương rồi? Vứt ra đây. Vứt ra đây. Ok, trời ơi, tôi mới làm được nhiều vậy? Mình giàu quá, nhiều kim cương quá thôi, mình về nha mấy bạn, đi về đây. Ơi, về cái gì? Bây giờ chúng ta phải chế tạo tên lửa để lên kia ăn mấy ngôi sao để có thể chiến thắng nè. Ôi là trời, phong cận Genere ở khắp mọi nơi luôn anh em ơi. Vịt đi kiếm giúp em coi cái bàn chế tạo nằm chỗ nào ạ? Đã đi kiếm nè, trời ơi, quên mất rồi. Bên này nè. Hình như là bên này. Không phải, vậy là bên kia. Vậy là bên kia rồi. Thôi trời ơi, may quá anh em, cuối cùng thì bọn mình cũng đã giết được 1000 thằng phong cận Genere. Trời ơi, 1000 thằng luôn. 1000 thằng phong cận luôn anh em ơi. Đợi em xem coi, đứng im. Đúng rồi, chỗ này nè. Ok, đem lên. Họ là trời, 1000 thằng phong cận Genere luôn, ghê vãi chưởng. Ok, trang bị nè. Ok, chế được tên lửa nè. Giờ ăn cái tên, giờ lên nó ăn ngôi sao nữa là coi như bọn mình win rồi. Rồi, ok, tôi lên tôi ăn nha, mọi người đợi xíu nha. Lên bay lên. Rồi anh em ơi, vậy là coi như là mình đã giết được 1000 thằng phong cận Genere rồi. Trời là trời. Phong cận bình thường là người hiền nha anh em, còn phong cận Genere là người ác nha. Win rồi. Ok. Ok anh em, thì hôm nay mình đã chiến đấu cùng với bộ bá đạo, đã chiến đấu cùng với 1000 thằng phong cận Genere. Và nếu như tập sau anh em muốn bọn mình sẽ chiến đấu với 1000 Timmy Genere nè, 1000 Mr. Vịt Genere nè chẳng hạn. Đó thì anh em hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.